Phơi hết. Dạ. Phải phơi mới được ha. Chứ không sao để uống tươi thì được. Nhưng mà phải phơi. Đó, đây là hoa 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 cau hả này ha, À, hoa hoa cau. cau đấy, chưa Cái chưa này tiểu đường nha. hoa cau. Ngày uống liều sao thầy ha, ngày uống sao thầy ha? Ngày uống là tươi thì 100 g, mà nếu khô thì 35 g. Ok, mấy lần? Một lần uống 35 g. Một 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 ngày thì tiêu chuẩn có trong một ngày 35 g. Và thầy đã uống rồi đúng không? Thầy uống Uống rồi. rồi có kết quả tốt, tức là uống kết quả thì thân thể tốt và tiểu đường trở lại ổn định tốt. Cạn vô thêm với thuốc tây, cạn với thuốc tây. Nếu là độ đường mà nó cao rồi thì khoảng từ khoảng 160 trở lên, từ 160 trở lên là phải 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 là uống kèm theo thuốc tây. Còn mà hãy nó đưa xuống ổn định từ khoảng 130 thì cứ giữ chừng chừng cái này là phải nhất, là không bị.